Có chó nhưng mình ít người, nó kinh biết đâm, nó biết chụp đâu có. Con tay mẹ nè, nhát mẹ vậy đó. Bắt chuột đi. Nó nhỏ. Có gì đâu sợ đó. Đủ mẹ hứ coi. Nhìn nó kìa. Chỉ mẹ chạy chắp lưng nè, bắt chuột nè. Nó cắn rồi đâu. Đi nè, đi nè. Chơi mẹ. Để đi chơi đi. Đây cho nó thử đi, thử à. Để cho nó thử đi. Thôi. Đó, con gì đó. Đó, cái lỗ, cái hang đó. Đạt đi ra cho cha chụp. Xác định cái hang nào mới thử mới được. Nắm người mới lủi hang nào. Hang quá giờ chảm nè. Ta cho nó ra một ruộng. Đi chả. Thử coi. Chó từ nhỏ lớn từ nhỏ tập. Dễ nè, mỗi mới tập nó rồi đó. Mà tập nó lần được lần không à. Chạy ra thu khủng. Mấy hàng bả thì khó lắm. Cái vùng ngủ. Mẹ mày sơn. Mấy mắt giờ nhìn móc. Trời người ta đi. Bắt chuột. Thế nào mà không có, dễ gì không có. Ít hay nhiều cũng phải có chứ. Ngoại được. Cũ quá. Ngoại đâu. Anh chụp con bắt ở đâu vậy? Mấy cái hàng đó đó. Anh mới đào mình lên đó. Mấy con chụp con còn không? Không. Đem vô nhà hết. Bắt được nhiều không? 40 con. 40 con hả? 40 con. 40 con. Đó. Đó rồi. Chụp lửa. Chụp. Lẳng tiêu rồi chặt. Trời bự kìa anh kìa anh đứng. Dí dọn anh kìa. Chụp. Chụp. Chụp bự nè hả? Ừ còn một con bự lắm đứng anh. Đúng rồi. Thôi em không dám cầm rứt qua chụp. Lẳng hết rồi. Má, đất đất đưa tôi coi đất. Vậy mà nó chui cái đường này lên trời. Nè, bỏ sâu hả? Bự lắm, còn con nữa. Bắt bỏ đi. Bự dữ lắm, bự hơn con nước luôn. Bỏ đi. Mẹ ơi. Dạ, bỏ đi. Bỏ đi. Kìa bỏ sâu. Nó lặn rồi. Lặn rồi cũng đâu đây chứ. Chỗ này. Cầm đi con cầm xô đi. Mẹ cầm đi mẹ. Mới phát hiện ở đây con. Nè, có được cầm này cầm đi. Trời, tiếng Anh chụp. Bự hơn con này nữa. Anh Tư chụp không kịp. Đâu có nghĩ rằng nó dưới nó chui lên dữ rồi đó. Đâu có rằng hai con. Cầm đặt. Cầm đi. Nó chui tự nhiên nó chui lên á. Tại vì cái hang bên đây anh xảm rồi nè. Nhìn đi, tại anh chuột nó chui lên nó nhanh lắm. Đào cái là nó tứ lên liền. Thấy không? Mày mới khai trương không? Cắn. Cắn anh hả? Cho nó chó hửa hay cầm em chơi. Cắn một thưởng gì đó. Chó thì dễ lắm. Mày chụp lứa luôn. Đây nè. Hả? Em qua anh cắt lúa em đăng lên nhóc người coi chứ anh Tư. Nói chuyện nữa đây. Trên phố mày vợ. Đăng cái kiểu này lên nó mê lắm. Ừ. Rồi, hai con luôn, con kia nó bự hơn con này nữa. Đâu có nghĩ rằng nó chui lên hai con được. Để lặn đâu có được nữa. Ừ, hai. Nó lặn sao lắm. Lặn gơ. Hết đâu bộ đạo từ từ. Nguyên nhiều lắm. Có kiếm có hàng gì sảm kìa. Có cái hàng gì sảm cái ngách nó lên á. Đó chó đi thử đi cha. Nó có lỗ một à. Nhìn áo của cha kìa mẹ. Trời nó đi đi bắt chuột mà nó vô nó thay bộ đồ trắng. Đó. Ừ. Chạy ra đường này rồi. Đó, hay không? Lỗ luôn. Ừ. Cái lỗ này nè. Chạy nhắc anh, bây, anh làm cho nó chết đi rồi hả bỏ vô. Tao khỏi sảm. Ừ. Nó nói đầu em nè. Lỗ
đổ đầu qua gấp chứ. Từ. Cứ đào đi, cứ đào đi. Bây giờ ló đầu. Em không biết đường chụp đâu nha. Ló đầu ra kìa. Mày ló đầu. Đó, đó, đó. Kìa nó ló. Mày nó chưa có, đừng có làm nọt quá. Nọt quá nó không có nhiều. Kìa, 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 lú mỏ rồi kìa, Nó giật bự chụp. Kìa. Chụp. Trời ơi trời. Chưa mà. Chưa, nó lẹ lắm ông nội ơi. Nó không dám ra rồi. Lú cái đầu ra kìa. Đó, đó Tướng Anh. Đó còn nữa kìa. Đầu nữa. Bóp cái đầu. Bóp. Còn nữa đó Tướng Anh, còn nữa. Ừ. Ê con kia chưa chết chưa. Bóp cái đầu nó đừng. Bóp kìa nó chết. Ôi. Đây nè, đây nè. Đâu? Đây nè. Đâu rồi? Rồi. Buông ra đi. Ừ. Tướng nhấn cái đầu nhẹ. Đó, đó. Đó, đã chụp kìa. Đó, đây nữa nè, hai ba con luôn nè. Nè, nè. Bóp cái đầu nó chết rồi. Chụp đứt cho nó chết đi đứt. Ừ có mồi luôn. Có mồi. Cái này nhỏ nhỏ gì. À. Nó chiên nghe mẹ. Vô nhậu kìa. Đi dạo cắn rồi. Đó còn nước kìa, nó có nước kìa. Trời nãy ra 20 nái rồi đó. 20 nái rồi. 20 nái đã ngon, con kia bự hơn con này nữa. Đó. Chụp đi nó cắn đâu sợ. Đâu. Được rồi. Còn nữa, còn nữa thôi ơi. Đó chạy ra đó. Đó, đó. Thì nó cứ chạy ra nó chậm kỳ, cứ chụp lấy cái tay cứ đè lưng đó. Bóp giá chết chưa? Ừ, đặt đó. À, còn không? Còn. Còn. Đó. Chưa? Đây. Để cho hai con. Ba. Sao con nhảy vậy?